Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 22 tây tháng 3 năm 2021 và bây giờ là khoảng 8 giờ tối tại Cali. Thì chúng ta thấy được là giá Bitcoin đã đang có xu hướng đi xuống. Chúng ta thấy được giá bây giờ là mức là 54.530. Thì ngày hôm nay đó là ngày thứ hai đầu tuần cho nên công ty cũng khá bận. Thường có rất nhiều thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn. Cho nên chúng ta không biết được là hôm nay thì chia sẽ được bao nhiêu thông tin nhưng mà chúng ta hãy cố gắng tranh thủ thời gian và chúng ta bây giờ hãy vào thẳng vấn đề đi chúng ta thấy được là giá của Bitcoin đó ở mức là 54.483 thì không biết là nhiều bạn sẽ rất muốn biết được là bây giờ tình hình như thế nào tại sao mà giá Bitcoin lại có, có xu hướng đi xuống như vậy và chúng ta cũng thấy được là ngày hôm nay đó đương nhiên Bitcoin xuống thì phần lớn như đồng đi xuống theo Bitcoin ngoại trừ các bạn thấy được là đồng XRP thì lại tăng 13,2% thì tại sao mà XRP tăng 13,2% tôi sẽ nói tới một lát nữa bây giờ chúng ta hãy nói về tình hình liên quan tới Bitcoin đi thì các bạn thấy được là giá của Bitcoin nó trong vòng mấy tiếng đồng hồ qua đã đi xuống cũng khá nhanh đi từ cái mức là các bạn thấy là khoảng chừng là 58.400 và đi xuống liên tục nhiều tiếng đồng hồ và nhất là các bạn thấy được là 3 tiếng liên tục giá Bitcoin đã đi từ 57.100 xuống tới cái mức thấp là 54.262 và tiếp tục đi xuống nữa tới cái mức thấp nhất trong thời gian đây đó chính là 53.734 trước khi mà đi trở lên ở cái mức là 54.000 và chúng ta nhìn vào tình hình thì bây giờ đã nói về mặt tin tức thì chúng ta không có tin tức nào gọi là lớn hết có một thông tin mà nhiều người cho là dẫn đến giá bitcoin bịch không đi xuống liên quan tới Fed chủ tịch của cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ Jerome Powell chúng ta sẽ nói tới một lát nữa nhưng mà chúng ta nhìn vào tình hình on chain đi thì các bạn thấy được là trong cái tình trạng mà giá cái đi xuống này đã tuy là không có gì thông tin nhưng mà thường cảm thấy là những cái dữ liệu on chain cũng cho chúng ta biết được rất nhiều điều. Các bạn thấy được là ở thời điểm hiện bây giờ thì zoom vào các bạn thấy rõ hơn. Thì khi mà các bạn thấy được giá cái đi xuống mạnh như vậy đó thì tình hình là có phải là có nhiều người đẩy đồng Bitcoin lên trên sàn để bán hay là không thì chúng ta thấy được là không phải thậm chí các bạn thấy được là cái ngày hôm nay đó là cũng khá à, yên lặng và các bạn thấy rất rõ ràng là cái thời điểm mà giá bitcoin đó đi xuống đây là cách đây là khoảng chừng là 4 tiếng đồng hồ thì thời điểm mà giá bitcoin xuống còn 54.600 thì ở cái mức 54.600 này thì hiện zoom vào các bạn thấy rõ hơn ở mức là 54.600 này đó các bạn thấy được là chúng ta có cũng khá nhiều bitcoin rời khỏi sàn có nghĩa là trong một tiếng đồng hồ này chúng ta thấy được là cái số lượng bitcoin đưa lên trên sàn so với cái số lượng rút ra khỏi sàn đó là cái số lượng đưa lên sàn thấp hơn cái số lượng rút ra lên tới là 15.400 Bitcoin có nghĩa là các bạn thấy là cái đường màu đỏ này là cái xu hướng lại đi xuống tại vì đây là cái dấu hiệu cho thấy là nhiều Bitcoin rời khỏi sàn thì chúng ta được là ở cái mức là giá Bitcoin thấp như vậy đó chúng ta không thấy hiện tượng cho đến bây giờ chúng ta vẫn không thấy hiện tượng là có nhiều người đẩy Bitcoin lên trên sàn để mà bán các bạn thấy được bây giờ đó cái số lượng Bitcoin thậm chí là không tăng ở trên sàn mà còn giảm đi có nghĩa là có thể có người mua Bitcoin sau đó đem Bitcoin ra khỏi sàn đây là cái dấu hiệu đầu tiên ở cái phạm vi là khoảng 54.000 nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Và nếu như các bạn chưa có theo dõi Thuận Capital ở trên cái mạng xã hội Thì các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức ở trên Telegram, Facebook và Twitter Để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất và cái video này được tài trợ bởi Remitano và thủng muốn giới thiệu các bạn một cái series phim hài về crypto đầu tiên được sản xuất bởi Remitano có tên là khu phố 4.0 về cái phương diện chất lượng cũng như nội dung phim này thế nào thì các bạn có thể cho ý kiến bên dưới tại vì thực không phải là một người chuyên review phim nhưng mà thường thấy đây cũng là một cái cách để mà truyền tải kiến thức bitcoin blockchain thú vị thông qua cái tình tiết và nhân vật trong phim và đây là một cái ý tưởng khác biệt mới lạ đến từ Remitano Khu phố 4.0 là một bộ phim sitcom hài bao gồm 6 tập. Phim xoay quanh về hành trình của ông Kim, tổ trưởng, tổ dân phố quyết tâm nâng cấp khu phố của mình trở thành khu phố 4.0, thu phố của những tỷ phú Bitcoin câu chuyện chú tâm vào các khó khăn cũng như là nhu cầu thực tế trong cuộc sống hàng ngày để từ đó lòng ghép công dụng Bitcoin và công nghệ blockchain như là một giải pháp cần thiết. Tôi thường biết đến đây, đây thì bộ phim đã công chiếu tổng cộng là 4 tập ở trên YouTube của channel. Các bạn hãy nhấn vào cái playlist ở bên dưới, playlist khu phố 4.0 ở cái phần description video này để có thể xem ngay. Kế tiếp các bạn thấy được là một cái thông tin khác mà chúng ta cũng thường hay xem để thường zoom vào các bạn thấy rõ hơn là trong phạm vi là khoảng chừng 24 giờ qua thì tình hình như thế nào thì các bạn thấy được đây là cái biểu đồ liên quan tới Coinbase Premium Gap có nghĩa là đây là cái giá của Bitcoin ở trên sàn Coinbase Pro khác với lại cái giá ở trên sàn Binance như thế nào và đương nhiên khi mà cái đường màu đỏ này đó là tăng mạnh có nghĩa là các bạn thấy được là cái giá trên sàn Coinbase Pro mắc hơn là cái giá trên sàn Binance đây là một dấu hiệu cho thấy được là có nhiều người đang thu mua Bitcoin ở trên sàn Coinbase Pro và thường là những tổ chức đầu tư là sử dụng Coinbase Pro rất là nhiều. Chúng ta cũng đã biết đây là một trong những sàn mà hỗ trợ những công ty lớn như là Tesla, MicroStrategy để mà thu mua Bitcoin và chúng ta thấy được là hiện bây giờ đó ở cái thời điểm là khoảng chừng là cũng là 53.854.000 ở cái phạm vi này các bạn thấy được là chúng ta thấy là cái đường màu đỏ này tăng lên rất là nhanh các bạn thấy được là thời điểm này là cái lúc mà chúng ta thấy được là cái giá Bitcoin ở trên sàn Coinbase Pro cao hơn trên sàn Binance tới 90 đô có nghĩa là sao nghĩa là ở cái thời điểm là khoảng năm bốn ngàn đó đã có rất là nhiều lực mua đến từ sàn Coinbase Pro trong màu đó là các bạn thấy được là chúng ta thấy có nhiều Bitcoin rời khỏi sàn trong cái phạm vi năm 000 này, đây cũng là một những dẫn chứng chúng ta có thể cho là bây giờ là có nhiều người thu khôi ở trên sàn Coinbase Pro có mức là 54.000 nhưng mà đây là cái đây vài tiếng đồng hồ các bạn thấy được là thời điểm bây giờ đó các bạn thấy là bây giờ đó thì chúng ta thấy là 4 tiếng đồng hồ sau thì cái giá trên sàn Coinbase Pro thời điểm hiện tại Đó chính là trừ 19 đồng 99 cent nghĩa là hiện bây giờ chúng ta không thấy lực mua đến từ sàn Coinbase Pro nữa Thì chúng ta nhìn vào cái tài liệu kế tiếp Một trong những điều mà chúng ta thực sự muốn thấy đó Để mình refresh cái channel lại coi chúng ta đã thấy cái hiện tượng đó hay chưa Đó chính là các bạn thấy được đây là cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro Và các bạn thấy được đó mỗi lần mà... Chúng ta thấy là cái đường màu đỏ này đã tăng cao Đó chính là những lúc mà chúng ta thấy được Là có số lượng lớn Bitcoin rời khỏi sàn Và thường đây là dấu hiệu là những nơi Mà những tiết chế đầu tư thu mua Sau đó họ đem Bitcoin ra khỏi sàn Như là các bạn thấy là chúng ta nhìn vào những cái mức Mà trong dọc tháng 3 này đi những mức như là 47.000 à, Hay là các bạn thấy được là những mức như là 46.000 hay là chúng ta thấy được là 50.000 Và gần đây các bạn thấy là một số nơi Như là các bạn thấy là 61.000 Hay là 54.000 57.000 và 58.000 đây là những cái nơi mà chúng ta thấy được là có nhiều Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro Cho nên các bạn thấy được là đây là những cái nơi mà nhiều người cho là sẽ được hỗ trợ bởi những tổ chức đầu tư Tại vì họ thu mua những cái mức này Giống như các bạn thấy là gần đây là có mức khoảng trình 57.000 cho tới là 58.000 Nhưng mà các bạn thấy là trong cái thời điểm mà giá Bitcoin đi xuống trong cái ngày hôm nay đó Thì các bạn thấy là chúng ta không có hiện tượng là cái đường màu đỏ này tăng lên nghe chúng ta bây giờ vẫn chưa có bất cứ dẫn chứng nào cho thấy được là những thứ chức đầu tư thu mua giá Bitcoin ở cái mức này đây là một những điều mà thường sẽ tiếp tục theo dõi và chia sẻ với các bạn nghe các bạn thấy được là đúng là có Bitcoin rời khỏi sàn ở cái mức là 54.600 nhưng mà có thể đó chỉ là những cái ho đô lời thông thường mà thôi chúng ta vẫn chưa có dẫn chứng là những thứ chức đầu tư sẽ thu mua ở cái mức này chúng ta tiếp tục chờ đợi cái tiếp nữa các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin mà đưa lên sàn nó đến từ bao nhiêu ví Thì để thường zoom vào để các bạn thấy rõ hơn Sau đó chúng ta sẽ nhìn vào tình hình của ngày hôm nay đi Chúng ta thấy được chúng ta nhìn vào tình hình của ngày hôm nay thì các bạn sẽ thấy là Bitcoin đó thì đương nhiên là có một số Bitcoin đưa trên sàn ở mức là 54.500 Như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà thật ra mà nói là không có gì gọi là quá nổi bật Các bạn thấy là cái lần uh, cuối cùng mà có nhiều Bitcoin đưa lên trên sàn nó trong vòng từ cuối tuần qua tới bây giờ là các bạn thấy đó chính là ngày 19 tháng 3 lúc mà giá Bitcoin khoảng chừng 58.800 và đương nhiên ngày hôm nay đó trong vòng 24 giờ qua cái nơi mà có nhiều Bitcoin đơn sàn nhất đó chính là 54.500 ở thời điểm ngày hôm nay và chúng ta nhìn vào những cái đồng ổn định đó, thì các bạn thấy được để thường zoom vào các bạn sẽ nhìn vào tình hình của ngày hôm nay thì ngày hôm nay đó cái mức mà có nhiều độ ổn định đưa trên sàn nhất đó chính là cái mức khoảng chừng 57.000 Bây giờ đó ở cái mức mà các bạn thấy là 54.000 ở thì bây giờ thì không thấy có nhiều người đưa đồ ổn định lên trên sàn. Cho nên chúng ta bây giờ có thể nói là không có rõ xu hướng lắm chúng ta bây giờ nhìn về cái phương diện trong vòng mấy thứ hồi qua đó thì có Bitcoin được thu mua và đem ra khỏi sàn nhưng mà chúng ta lại không có dấu hiệu là những Bitcoin được thu mua và những tổ chức đầu tư cũng như là các bạn thấy là tuy là có Bitcoin đưa trên sàn nhưng mà thật kia mà nói là bây giờ cái phương diện Bitcoin đưa lên sàn từ bao nhiêu người hay là bao nhiêu người đưa đồng ổn định lên trên sàn để mà thu mua thì chúng ta không thấy đồng tính nhiều thật kia mà nói là cái sự tăng trưởng ngày hôm nay cũng không đáng kể Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi mà thôi Cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được là tình hình sẽ như thế nào Một điều chúng ta biết rất rõ đó chính là bây giờ nên những hoạt động đến thời đào hầu như là không còn bao nhiêu có thể nói là thời đào bây giờ là không còn bán nhiều nữa chúng ta bây giờ chỉ thấy là cái số lượng người mà mua bán trên thị trường bây giờ phần lớn là những nhà đầu tư riêng lẻ và tại sao mà giá lại đi xuống như vậy đó thì có một số người nói là liên quan tới những lời phát biểu của cục chuyển minh của hoa kỳ của fed thì hồi sáng này đó trong một cuộc họp uh, với lại Bank of International Settlement hay còn gọi là Ngân hàng Thanh toán Quốc tế đó thì Chủ tịch Powell đã chia sẻ cảm nghĩ của mình liên quan tới câu hỏi về Bitcoin. Thì những gì được chia sẻ bởi uh, Chủ tịch John Powell của Fed thì các bạn được, đã, đã có hai điều được nói đến điều đầu tiên thì khi mà hỏi tới Bitcoin đó thì Fed nói là đối với lại chủ tịch John Powell đó thì Bitcoin đó là một cái loại tài sản mà có sự dao động rất là lớn và Bitcoin không phải là một cái loại tài sản lưu trữ giá trị đáng tin cậy hay là hữu ích. Và giá trị Bitcoin không có được xác nhận hay là hỗ trợ bởi bất cứ một cái gì Và kế tiếp thì Chủ tịch Powell cũng nói thêm là Đối với lại Chủ tịch Powell đó thì Bitcoin không phải là một cái gì đó có thể thay thế được đồng đô la Và Bitcoin bây giờ đó đối với Fed vẫn là một cái công cụ đầu cơ Và có thể nghĩ là Bitcoin là một loại tài sản có thể thay thế được vàng chứ không phải đồng đô la Thì các bạn thấy được đó là hai cái câu nói này thì đầu tiên khi mà chúng ta nói tới là Fed nghĩ là bitcoin là một cái loại tài sản mà không thể lưu trữ được giá trị tại vì giá cả quá dao động và cái giá trị của bitcoin nó không đến từ đâu hết thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào giá trị đồng đô la đi đây là một cái thuyết được chia sẻ crypto daily thì các bạn thấy được là khi chúng ta nói tới là một loại tài sản lưu giữ giá trị thì bạn cần nên hiểu đó là tài sản lưu giữ giá trị không có nghĩa là không dao động. Khi mà chúng ta nhìn vào cái tài sản lưu giữ giá trị đó thì thường suy nghĩ rất là đơn giản, thường chỉ suy nghĩ là có nghĩa là cái loại tài sản đó cái công cụ đó đó cần phải lưu trữ được ít nhất là cái giá trị các bạn để vào ban đầu cộng với lại phần trăm lạm phát chỉ cần là cái loại tài sản đó cho các bạn có được cái phần cao hơn là cái giá trị ban đầu cộng với lạm phát thì coi như là một loại lưu trữ giá trị tốt thì các bạn thấy được chúng ta nhìn vào Bitcoin đi thì trong cái thời gian là 10 năm qua hơn 10 năm qua các bạn thấy được là Bitcoin là một cái loại tài sản lưu trữ giá trị rất là tốt nghĩa là các bạn bỏ vào bao nhiêu tiền ở trong Bitcoin trong vòng 10 năm qua thì giá trị tăng và tăng mà thôi và tăng một cách rất là cao cao đến nỗi các bạn thấy được chúng ta so sánh với lại Bitcoin đi cái đường màu đen trên màn hình so với lại đồng đô la các bạn thấy được là cái giá trị của đồng đô la đã mất đi 14% từ năm 2009 cho đến năm 2007 có nghĩa là giá trị đồng đô la đó thì cứ đi xuống đi xuống liên tục cái đường màu xanh này. Đường màu đen này chính là giá trị của Bitcoin thì rất rõ ràng là giá trị của Bitcoin cứ tăng và tăng mà giá trị đồng đô la cứ đi xuống và xuống nghĩa là các bạn thấy được là càng nhai thì đồng đô la các bạn càng mất giá và mất giá có nghĩa là các bạn đem đồng đô la đi so sánh với những gì đồng đô la có thể mua được thì các bạn thấy được là rất rõ ràng là chúng ta không nên lưu trữ tài sản của mình vào đồng đô la mà chúng ta cần phải lưu trữ tài sản của mình vào trong một cái loại công cụ gì đó để có thể là bảo quản được cái sức mua của mình trong tương lai và chúng ta nhìn vào rất rõ ràng thì các bạn thấy được là chúng ta thấy là Bitcoin là một loại tài sản lưu trữ giá trị rất là tốt tại vì những người nào mà tin tưởng lưu trữ tiền bạc của mình vào trong Bitcoin trong vòng 10 năm qua thì không những là bảo đi chỉ ban đầu mà các bạn còn có lời rất là nhiều nhìn vào một cái biểu đồ khác nữa các bạn thấy được đây chính là cái biểu đồ từ năm 2013 đến năm 2020 thì một đồng 125 cent một đồng mốt cách đây không có lâu cách đây các bạn thấy được là khoảng chừng là 8 năm thì 8 năm trước so với cuối năm 2020 đó thì một đồng 125 cent tới năm 2020 chỉ còn có một đô la mà thôi các bạn thấy được là từ năm 2013 đến năm 20 những gì mà đồng đô la có thể mang lại cho các bạn đã bị giảm giá trị xuống thì tại vì sao tại vì đương nhiên đồng đô la được in ra quá nhiều cho nên năm rồi năm nọ đó thì chúng ta thấy được là lạm phát đã xảy ra khiến cho đồng đô la đã giảm giá và lạm phát là một cái loại thuế du hình có thể là nhiều bạn nghĩ là mình cứ thông minh có thể trốn được thuế nhưng mà trên căn bản không ai trốn được thuế cả hay là các bạn sống ở một quốc gia mà các bạn nghĩ là quốc gia này rất tốt tại vì quốc gia này là các bạn sống không đóng thuế nhiều các bạn không cần phải quan tâm nhiều đến thuế đức hay là thuế thu nhập vân vân tại vì thực sự nói là các bạn không cần phải đóng nhiều thuế nhưng mà ngược lại các bạn nhìn vào giá trị của tiền pháp định trong tay các bạn đây các bạn thấy được là năm này qua năm nọ thì tiền cứ mức giá và mức giá khi các bạn đem cái số tiền đó để mà đi thu mua hàng hóa các bạn thấy được rất rõ ràng là cùng một số tiền đó cách đây 5 năm so với cùng một số tiền đó 5 năm sau thì mua được bao nhiêu hàng bao nhiêu đồ ăn thức uống thì các bạn thấy rất rõ ràng là tiền đã bị mất giá và đó là một cái thuế du hình chúng ta cần phải nhìn vào góc cảnh đó và cho nên thường cảm thấy rất buồn cười khi mà Fed nói là Bitcoin không phải là một cái loại tài sản lưu trữ giá trị hiệu quả nhưng mà nếu như vậy thì đồng đô la cũng đâu có hiệu quả đâu các bạn thấy được là Bitcoin là một loại tài sản lưu trữ giá trị cực kỳ tốt trong vòng 10 năm qua có thể nói là không có tài sản nào tốt hơn Bitcoin về cái phương diện là lưu trữ giá trị trong vòng 10 năm qua hết còn liên quan đến câu nói thứ nhì đó thì Fed nói là Bitcoin đó giống hơn là một loại tài sản đầu cơ có thể thay thế được vàng thì đồng nghĩa là Fed cũng nghĩ vàng là một loại đầu cơ và đương nhiên thì không nghĩ là Fed tâm ý là một ngày nào đó Bitcoin sẽ thay thế được đồng đô la nhưng mà các bạn thấy là ít ra thì trong cái lời nói thứ nhì của Fed liên quan đến Bitcoin thì ít ra Fed chúng ta so sánh Bitcoin với và lại vàng Thôi nghĩ đây là một điều mà nhiều người mong muốn là Bitcoin có thể trở thành vàng điện tử có thể là có cái vốn hóa ngang hàng với là vàng thì nhiều người cho là những câu nói này của Fed á, là không được tốt lắm với Bitcoin cho nên khiến cho giá cái Bitcoin đi xuống thường không nghĩ như vậy tôi nghĩ là giá cái đi xuống tại vì trong thời điểm này đó có thể là có nhiều người đã có ý định chốt lời hay là bán Bitcoin Giống như là các bạn thấy được là trong vòng mấy ngày qua thì cũng có nhiều đợt giá cả đi xuống như vậy và những đợt đi xuống giá này đó là chúng ta không thấy dấu hiệu là bán từ những cái ví của cá voi hay là những cái ví của những người mà có nhiều bitcoin. Nhất là trong vòng mấy ngày qua và chúng ta thấy những lời phát biểu của Fed đó không có gì gọi là quá bất ngờ hết cho bạn thấy đây là những điều chúng ta đã được nói tới rất nhiều lần rồi rất nhiều người cũng đã đưa ra những lời phát biểu tương tự cho nên những lời nói của fed ngày hôm nay thường không nghĩ là làm ảnh hưởng đến giá cả khiến cho giá đi xuống như vậy và các bạn thấy là một điều khác nữa là chủ tịch Trump powell nói là hiện bây giờ đó thì ngân hàng dự trữ của hoa kỳ không có cái ý định là đưa ra một tiền điện tử riêng của hoa kỳ nhất là không phải trong cái lúc này Fed thì muốn dùng thời gian để mà nghiên cứu và nếu như chúng ta muốn thấy có một cái tiền điện tử riêng của Hoa Kỳ đó thì cần phải thông qua quốc hội, cần phải có một số lực được thay đổi cho nên hiện bây giờ đã Fed chỉ cảm thấy là chưa phải là lúc mà cần phải gấp rút đưa ra tiền điện tử riêng của Hoa Kỳ. Đó chính là những gì mà được chia sẻ bởi Chủ tịch Ron Powell của Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ sáng ngày hôm nay mà nhiều bạn cũng muốn thường đề cập đến.